chào các bạn thân mến đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh, kênh Your Real Estate USA, chia sẻ những kinh nghiệm bất động sản, cách mua bất động sản, cách bán bất động sản, cách đầu tư bất động sản tại Mỹ. Ngọc Ánh làm người môi giới bất động sản tại Mỹ hơn 30 năm. Hôm nay Ngọc Ánh muốn giải thích cho các bạn cái câu hỏi nhà dành cho người 55 tuổi trở lên là sao. Ở tại Hoa Kỳ, nhà cửa lên giá rất là mau. Để giúp những người già có nhà giá thấp để mua để sống thì chính phủ có làm một cái luật đặc biệt là cho những khu nhà được giới hạn phải từ 55 tuổi trở lên mới mua được. Tại sao vậy bạn? Tại vì nếu mà nhà phải giới hạn tuổi thì sẽ giới hạn người mua. Giới hạn người mua thì giá nhà nó thấp. Mà nếu mà bạn mua những nhà trong dưới 55 tuổi, trên 55 tuổi thì là sau này bạn không có để lại cho con ở được nếu họ dưới 55 tuổi. Khi người chủ nhà còn sống thì người con có thể ở chung để chăm sóc. Khi mà người chủ nhà qua đời thì phải bán nhà đó đi. Người con dưới 55 tuổi không được quyền mua. Nhưng mà người đó không được quyền ở. Nhưng mà người con đó có thể là giữ cái nhà rồi cho người trên 55 tuổi thuê. Cái đó thì được. Cho đến khi nào mà người con tới 55 tuổi thì dọn vô. Nhà mà hạn chế tuổi vậy thì là giá khoảng cỡ 25-30% rẻ hơn là nhà bình thường. Tại vì không được mua khi dưới 55 tuổi là hạn chế rất là nhiều người mua. Cho nên là giá hại, ít người mua thì giá nó sẽ thấp xuống. Mà khi bán cũng hạn chế, cũng khó bán tại vì phải kiếm người mua trên 55 tuổi. Có nhiều chung nhà chung cư, có nhiều nhà townhouse, có nhiều nhà single house cất lên theo cái điều luật đó. Thì khi họ cất lên như vậy thì người xây dựng sẽ được giảm thuế, tại vì họ hy sinh cái lợi bán nhà nhiều tiền để cho chính phủ giúp những người lớn tuổi có chỗ ở. Có nhiều dãy nhà đẹp lắm các bạn, mà cái là nhà cho người lớn tuổi là phải trên 55 tuổi mới mua được. Thì nó gồm có nhiều loại nhà. Ở Florida là vùng có rất nhiều người lớn tuổi. Họ về hưu, trước khi về hưu thì sống ở những tiểu bang lạnh lẽo, nhưng mà phải sống tại vì có công ăn việc làm ở đó. Và khi mà lớn tuổi á, thì là cái lạnh á, làm là người ta cũng sức khỏe cũng giảm, mà một năm phải gần 6 tháng lạnh thì cũng hạn chế việc đi ra ngoài đi chơi. Cho nên là họ cảm ơn họ chịu cho tới khi mà họ về hưu thì họ đi về Florida. Thì có người chờ tới khi về hưu mới đi xuống Florida. Có người là khoảng chừng 55-60 tuổi họ về hưu sớm. Có thể là họ làm ăn nhiều tiền, hay là họ được hưởng tiền để lại của cha mẹ, giờ không cần phải làm lụng cực khổ nữa thì họ đi xuống. Chứ ở những thành phố nắng ấm, để hưởng nắng ấm. Cho nên là đó là cái nhà, những cái nhà mà nó hạn chế tuổi, phải trên 55 tuổi mới mua được. Thì nếu mà mình đầu tư những cái nhà đó thì cũng có lợi là mình mua giá rẻ hơn là giá hiện tại tại chỗ đó. Rồi mình cũng có thể là cho người lớn tuổi cho mướn cũng được, mình phải chịu khó đăng báo kiếm thì
Thì thường thường người lớn tuổi mình cho mướn á, thì nó dễ, họ dễ họ họ săn sóc nhà cửa nhiều hơn, họ họ có tiền hưu thì họ đóng tiền, họ trả tiền nhà dễ hơn. Giờ có vấn đề là có nên mua nhà trên 55 tuổi để đầu tư không? Thì cái vấn đề như vậy, nhà 55 tuổi á, thì lên giá chậm, có khi là họ không không lên giá, tại vì kiếm người mua, kiếm người bán bị hạn chế. Theo ý của mình á, thì là mua rẻ thật, nhưng mà khi bán cũng phải bán rẻ, cũng vậy. Thuê nhà không phải là chỉ lấy tiền thuê nhà mỗi tháng để sinh sống hay là để làm lợi tức, nhưng mà mình phải tính luôn cả là giá trị của nhà phải tăng lên với thời gian, thì sau này mình bán mình mới có lời. Nếu mua căn nhà trên 55 tuổi giá rẻ, mai mốt bán rẻ nhưng mà cái giá nhà lên chậm, nó lên chậm hơn, nó cũng lên nhưng nó lên chậm hơn những căn nhà bình thường, thì cái đó là cũng tùy theo tình trạng tài chánh của người đầu tư và ý thích của họ luôn, và cũng tùy theo vùng. Có những vùng mà như là cái vùng gần càng gần biển hay là càng gần sông, những vùng mà người lớn tuổi thích ở, còn có những vùng người ta không thích, thành ra cái giá nhà nó cũng theo người ta thích hay là các người ta không thích. Thì mình người đầu tư mình phải suy nghĩ cái đó để mình chọn lựa. Trong những video clip tới, Ngọc Anh sẽ đi tới thăm những cái dãy nhà mà 55 tuổi trở lên, rồi Ngọc Anh sẽ cho các bạn xem. Bye bye. Clean up over at the Sun Shores or Florence. Yeah, yeah. There's people. There's people out there. Family. Yeah. I don't know if it's open. See if it's open.